Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì mấy bữa nay thì mình đi giao một cái combo ở Kon Tum, ở đó là huyện Đắc Tô, Kon Tum. Thì công việc nó lu bu quá, mình không có review, mình nói về cái bộ hệ thống âm thanh này. Thì trước mắt anh em thì anh em nhìn thấy là nó có hai dàn, hai bộ độc lập và ghép, có thể ghép chung với nhau. Đó. Và trên con đường đi này nó xa như thế nào thì anh em xem cái video này anh em sẽ biết được. Rồi, đây là cái trên đường đi lên những cái đèo. Thì từ Đồng Nai mà đi lên trên đó thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ 500 600 cây á mọi người. Đó. Thì đi một con đường nó rất là xa, nhưng anh em cố gắng, tại vì cái này thực sự yêu cầu quá của khách hàng á. Đó. Thì đến tận nơi bàn giao nguyên cái bộ combo này. Thì combo này á thì nó gần 500 triệu nha mọi người. Rồi. Nó đi rất đường rất là dài nha mọi người. Mình sẽ mở từ từ cho mọi người xem những cái đi của nó, là nó rất là đẹp, rất là đẹp. Thật sự mà nói là rất là đẹp nha mọi người, rất là đẹp. Mình cảm giác là lái hơi bị phê. Rồi đây là gần tới nhà nè. Thì mình xả đường này cho nó nhanh nhanh ha. Đó. Rồi. Đây là đoạn đường chưa gần tới nhà nó nè mọi người. Rồi, đây là tới đã, mình đã đẩy ra và quay cho mọi người xem. Đây là tủ máy của nó. Thì sử dụng là hai tủ giống nhau, mọi người nhìn không biết được. Không được. Sử dụng bốn cái monitor F12 400p. Và đặc biệt hệ thống loa phun chính là hai cặp súp X. Xin lỗi mọi người, hai cặp súp Pro Italy và một cặp súp đơn Super là Italia luôn, và hai cặp FX PC Italy. Mọi người biết là cấu hình này nó kêu rất là to, thì rơi ra tầm khoảng 1.000 người khách, mọi người chơi cấu hình này là ok. Hai tủ máy hầu như là rất là giống nhau, mọi người nhìn kỹ. Nó giống nhau đến từng là main giống nhau nè. Sử dụng là main là HA47 và main HA512 và chạy được điện yếu, và gian số F35 sử dụng controller Eco Revert MX750, ổ chuyên nguồn, B10 Pro. Mixer là của UK SX20. Con này là mình cũng chuyển đổi là nguồn auto on hết, tức là cái bộ này điện từ 150 trở lên là mọi người quýnh ổn định, ok ổn định, ok nha. Đó, mọi người nhìn lại nha. Thì cái bộ này á, mình thấy là nó thật sự mà nói là chia cái hai dàn có 500 600 khách là đánh vô tư, tại vì á, là súp với full á, gọi là những cái dòng loa cao cấp mắc tiền không mà, nên nó là rất là hiệu quả và kêu rất là cũ, rất là rộng đó. Cái súp giữa đó đó là để xuống center, có thể là tại vì ở đây là có làm chương trình cho những cái trường học và những cái sự kiện này của ảnh làm, thì ảnh muốn ghép hai cái dàn này lại vẫn được, mình câu dây dắt làm dắt ảnh hết thì ghép lại là vô tư nha mọi người. Bộ này thì có thể chơi rất là nhẹ nha với cái hệ thống loa đơn giản combo này. Thì mọi người biết là mua nguyên combo, thì sẽ được bảo hành 1 năm. Đây là hàng súp súp và full. Và trước mặt mọi người đó là sub center, là cái giữa là SU 18 super nha, và SU 18X nó to hơn, 18 này là 18 Pro đó mọi người, Pro là Italy.
Rồi mình sẽ tắt cái phần này. Ở đây là monitor mọi người, mình mở từ chiếc cho mọi người xem. Mình nói về vấn đề về những cái chiếc loa. À, cái monitor này nó là model F12 400p, thì ảnh có bốn cái chia ra hai vàng, một vàng là hai cái ha, hai cái cặp súp đơn, và một cặp F72 FX Italy. Cái model full đó là giá nó rất là cao mọi người, nhưng nó hiệu quả. Giá nó là 45 triệu trên một cặp. Đây là monitor của ảnh nè. À, mọi người nhìn thấy nó đẹp không? Nhìn nó, nếu mà để sân khấu mình ngang 12 mét thì để bốn cái này thì nó ổn định. Đó. Dạ. Full. Dạ súp. Cách xe đầy đủ nha. Nói chung là cái bộ này là lần đầu tiên Titan đi bàn giao thì mình thấy rất là hiệu quả. Và cấu hình này mọi người để không? Tại sao phải để súp như thế này? À, cho mọi người quýnh sân khấu lớn. Thứ nhất là để súp hai bên thì chính giữa nó sẽ bị lép. À, nó sẽ bị tình trạng là hót phủ không đều, nhưng mọi người có một cặp súp sinh tơ này mọi người thổi vô nữa thì lúc này nó sẽ đầy đặn hơn và đều dãy hơn, thì hiệu quả cao cho mình. À, đây là mình hệ thống bốn cái khuôn, bốn phần monitor và hai cặp F72 FX Italy và tổng cộng là 6 chiếc súp. 6 súp đồng bộ là BNC Italy. Đây là tủ máy. À, tủ máy này là mọi người thấy là tủ máy này nó rất là đã đúng không? Rất là đã. Thì nguyên cái bộ combo này, một combo này thì nó rơi vào tầm khoảng 450. Thì nếu mà laptop đầy đủ tất cả tivi luôn á, nó cũng rơi vào gần 500 đó mọi người. Thì hiện tại cái bộ combo này thì nó nằm ở là thị trấn Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Thì anh em nào mà quan tâm những cấu hình như thế này thì anh em có thể gọi trực tiếp từ công ty để tư vấn và setup cho mình một cái bộ âm thanh cho mình phục vụ từ 300 khách cho đến 1.500, 2.000 khách vẫn bình thường. Tại vì hệ thống loa titan có những cái mẫu hoặc gây mọi người có thể ghép chung với nhau lên đến hàng ngàn khách là bình thường. Và có những combo nhỏ vài chục triệu mọi người đi hát làm karaoke, và loa kéo nhỏ từ nhỏ đến lớn đều có hết. À, anh em nào quan tâm đến những sản phẩm của titan thì anh em cứ liên hệ trực tiếp ở công ty. Mình có để dưới đường link cái địa chỉ số điện thoại chi tiết đặt hàng. Anh em nào quan tâm đến hệ thống loa titan Việt Nam thì anh em cứ liên hệ trực tiếp. Thôi, cảm ơn mọi người đã xem hết video của kênh Titan Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh. Thì anh em nào mà có cần mình review cái sản phẩm gì và những cái model nào, lo nào thì anh em cứ bình luận bên dưới, mình sẽ làm những cái video đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, chúc mọi người cuối tuần được rất là nhiều show. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.